Rất vui được chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Và lời đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và các bạn nhé, trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh NTH Nhịp Sống 24 giờ của mình. Các bạn xem video của mình, các bạn đừng quên bấm like, và ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và ngay bây giờ đây, mọi người hãy theo chân anh em mình đi vào trong một khu làng. Anh em mình sẽ mua cá và thiết kế một món cá rất là ngon. Mọi người hãy theo dõi video của anh em mình nhé. Ok, let's go. Cá đấy là cá gì em? Đây là cá trôi. Cá trôi. Cái này mà cái chấm đúng không? Cái này chấm này. Chấm chín. Chú ăn con đồ mấy cân? Con kiếm. Con nào ngon nhất này? Con ơi, ra xúc cho chú đi. Để xúc cho chú con to này này. Con nó đón bụng to. Con ao tất. Để xúc cháu bảo cháu nó xúc chú con đón ngon mà có con to rồi. Con trứng. Biết nhỉ? Là vào hơn 5 cân. Lấy nào rồi? Cá bự thế nhỉ? Ồ, ngon nhỉ. Các bạn nha, đây là lá mơ các bạn nha. Ăn cá của lá mơ thì rất ngon luôn. Nhưng mà thịt chó lại ngon hơn. Lá mơ, bất lá mơ mà leo trèo ghê thì. Đây là lá mơ sạch chó ở trên cao cho nên là mình phải trèo lên cao để thải đỡ phải rửa các bạn. Giới thiệu với các bạn nhé, đây là lá đinh lăng nhá. Đây lá đinh lăng nhà mình là toàn rau sạch các bạn ạ, để không cần phải rửa đâu. Bạn ơi, đây là ớt vườn nhà mình luôn nhé. Ớt sạch luôn. Nhà mình toàn đồ sạch các bạn. Mình biết để cho vào cá các bạn nhé. Và món cá hấp hôm nay là anh em mình sẽ thiết kế dùng gói lá nhé mọi người nhé. Các loại lá trong đó có lá ổi, lá sung, lá vọng cách, lá mơ. Và các bạn nói chung là các bạn hãy gói những các cái lá mà như các bạn ăn gỏi luôn. Nó vừa tăng hương vị, thơm ngon và nó sẽ làm cho món cá ăn không bị ngấy. Giới thiệu với các bạn là đây là cây vọng cách nhá. Ăn cá là không thể thiếu cái lá vọng cách này các bạn. Mới mưa xong thôi là lá nào cũng tươi ngon đấy. Gia vị cho vào cá các bạn nhé, bắc hành. Đây là ở chỗ mình gọi là lá đu đủ các bạn nhé, còn ở chỗ khác thì chắc là gọi bằng lá dừa. Cái gì mình không biết nhưng mà cho cái lá dừa còn quả này ăn hấp vị ngon luôn, quả non đấy các bạn ạ, đừng vứt quả già. Và bây giờ anh em mình sẽ làm gia vị để cho vào dồi cá. Thì trong cái gia vị này thì có ớt này, sả này, gừng này, các loại rau hành, mùi này.
cho rau răm, rau thìa là và đầy đủ các gia vị gia giảm vào thì sẽ làm cho món cá nó rất là thơm ngon và sẽ không bị tanh. Và các bạn muốn ngon hơn, các bạn hãy cho thêm vài quả trứng vào nhé. Và khi các bạn đã làm xào hết các gia vị lên thì các bạn hãy nhồi vào trong bụng con cá nhé. Cho vào trong bụng con cá thì sẽ làm cho cái hương vị của con cá nó sẽ vừa đậm đà và nó sẽ làm thơm ngon, và khi bỏ cá ra thì cá nó sẽ được chín từ bên trong ra bên ngoài. Trong đấy nó có rồi. Đấy, chín rồi. Chín rồi mọi người. Cho anh giờ tin nhắn đây. Thơm thế nhỉ? Thơm phức nhỉ? Giữ đi nó được à? Xin được là được. Thơm thế nhỉ? Và bây giờ mình sẽ làm một cái gia vị chấm cá đặc biệt. Và cái gia vị này thì nếu mà chấm cá nướng hoặc là cá hấp thì là một cái gia vị tuyệt vời luôn. Các bạn hãy để ý và theo dõi cái gia vị của mình. Đây cũng là một bí quyết mà mình đã được học từ nhà hàng. Cái bí quyết làm mà nước chấm đây là bí quyết từ nhà hàng ra đấy mọi người ạ. Các gia vị để làm nước chấm thì trong đó các bạn phải có này, gừng này, sả này, ớt này, rồi rau thìa là này, rồi mắm này, và đường này, đấy, ỏi này. Nói chung là các gia vị là các bạn phải có đầy đủ, và khi muốn ngon thì các bạn hãy xay cho cái nước chấm của mình nó sẽ thật nhuyễn ra nhé, thì nó sẽ càng tăng thêm cái độ hương thơm và đậm đà hơn. Quá tuyệt vời nước chấm này, ngon rồi anh. Và đây là kết quả của món cá hấp mà anh em mình đã giới thiệu ở đầu video. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ mọi người? Vâng, những ai muốn làm món cá này thì xin chúc được thành công nha. Ngày 30 tháng 4 chúc anh em mạnh khỏe ạ. Mừng lễ 30 tháng 4 nha, mùng 1 tháng 5. Quốc tế lao động. Vâng, giải khỏe, giải phóng. Tết độc lập. Quốc tế lao động. Cán nha. Mường nó ăn to gấp 3 mình. 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 Xin chào anh em nha, cảm ơn anh em nha. Quay qua đây. Anh em đưa kia cả. Anh em mang ai thì chuẩn bị gói đủ rau nhá. Đi nữa là xuống mà. Nó loại luôn. Bây giờ thì bảo chứng minh được. Người ta làm gì cứ như cuốn gỏi. Món này các bạn cứ cho đầy đủ gia vị là ăn ngon. Mình nghĩ là ăn cá không có ngon hơn. Một ít cá và một ít. Ăn cái nào thì nói chung là cá có thêm đủ là chuẩn. Bởi nó hết anh nó đắng có hình cái này à từ từ không ép nha đá nó đủ ở đây nữa đấy một tí này nữa này cái ăn thì loại cái ăn thì ngon sức ngon lắm luôn rồi thứ bảy tuần chưa cưa ở nhà chờ mình cách nhau hai quả địa bên bà con lúc nọ trồng đấy là toàn cây sắn cuống đậu mời các bạn nha cọ Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục lít đấy. Bia đi nhá. Bia vẫn còn đâu chục l
Không ăn luôn, không ăn. Cốc sau là không lên. Cốc hay cốc đầu lúc nóng này thì là đã hợp lý. Thì mỗi được mỗi người được đôi bát gì đã hoàn hợp. Bát nữa đi. Anh kia ăn hết rồi. Anh em làm cái nước đây cho mát đi. Ngon chưa đâu. Rồi, khác kìa. Đó. Hết đi xong rồi. Anh em bát. Mát, không khác gì đâu. Quá. Đình uống ít tương đi đường, đất giá nhiều. Mà vẫn để là uống rượu hay uống bia? Uống bia. À, bia. 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 Bốn cân ba. Cá bị ngang, cá bị ngáp. Cá ngáp. Đang còn ngáp ngáp về thôi. Đổ có đang tươi, đang còn ngáp ngồi. Đà. Ngáp ngồi. Thế là thằng con đang bụng. Là. Là sao mà rồi? Thằng ca chín với thằng ca hai là cà dưa. Và chỉ để cho làm cám là không được đâu. Rồi. Đấy, là vẫn bây giờ anh chồng này đấy. Thằng có nhiều người lưu thích mà chưa mình ăn được. Bây giờ nhà lên chén cả. Nhà gì lên chồng đủ đủ mẹ tăng lên nó bẻ lại ra nó tưởng. Mừng giải phóng miền Nam nhá. Hàng rau sắn là ngon luôn. Giải phóng miền Nam này tên chua. Bên kia bia giải phóng miền Nam anh em mình rượu. Anh em mình rượu. Yêu ai cũng bỏ mình lấy chỉ là sắn. Sắn thì thôi. Hôm nay 30/4. Bao giờ thì nhiều. Lâu. Lâu. Hai khoảng 2 tháng nữa. Ngày mai mùng 1 tháng 5 mình lại làm trận nữa nhở? Quay là vẫn quay bình thường nhưng mà có đoạn cắt là không. Tức là anh còn phải sáng là có đoạn cắt. Em nói như thế, thì em ra là nó cũng không có cái tí. Tức là quay là kể, quay 2 đoạn cắt. Anh em về để nói cho anh em. Nói chung là nhưng mà phải cắt cái mà nó là nguyên tắc của nó là phải. Đây là Văn Bình. Nói cái nào có cái quan điểm thế em gì? Đây là kênh của dù như thế nào em mình có bao giờ em nhắc nhở ai được? Nhịp sống 24 giờ. Nếu mà cứ tính tổng về anh em làm kênh về sức khỏe về mọi vấn đề. 3000 sắt và cũng đã có những cái thành quả. Chúc anh em mình có một vài trăm cũng phải hy sinh, phải khó khăn vất vả. Không biết đầy người. Người ta thỉnh thoảng người ta vẫn cứ thanh toán cho mình có những cái nhưng mà nặng xấu em nói như anh cách đây 2 năm rồi mất tích và chúng ta đùa xin chúc mừng bạn nhá. Đúng rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn điện thoại cũng nghe máy càng lên nhiều cái mới càng nghe máy một tay quá là phải như ngày xưa đến cầm gói quả để bắt tên nhà nó bố nó đẩy cho một ba rồi một ly kết thúc để cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đẹp. Vào đi ba cầm cắn lên để nhiều nhiều đàn cá nhiều nhiều lắm má. Ai đang ngồi đây cả